nghệ sĩ Minh Châu. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Không biết là ba giám khảo của chúng ta có đưa đội nhận xét, có cho điểm
như thế nào để mà trình bày rất là tình cảm của bạn Hiếu của bạn. Giám khảo Trung Nghĩa 16 điểm. Suy nghĩ xem là ở quê nhà lại mình như thế nào. Giám khảo Trần Hùng là 14 điểm. Giám khảo đầu tiên là 16 điểm. Giám khảo Bầu Chiến là 13 điểm. Và giám khảo Thanh Trúc là 15 điểm. Cái điểm rất là tuyệt vời. Và không biết là ban khảo chúng ta có cho đôi lời xét đến với phần trình bày của bạn Bùi Văn Hiếu không ạ? Chào bạn Hiếu, thì thường thường là hát những bài về mẹ thì mình sẽ có nhiều cảm xúc đúng không? Thì bạn khi bạn hát thì mình có thể là mình tưởng tượng về những cái quan cảnh qua cái lời hát của bạn. Và về cái phần kỹ thuật thanh nhạc thì bạn nên chọn cái bài này tông cao hơn hoặc nửa tông hoặc là một tông, bởi vì cái phần xuống trầm của bạn thường thường nó hơi bị mờ, không có được rõ chữ lắm, đúng không? Nhưng mà về phần cảm xúc thì tuyệt vời. Ok, chúc mừng bạn nha. Dạ, em cũng xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo cũng như là góp ý cho em để em có thể hoàn thiện hơn và để có thể tiếp tục những đam mê của em. Cảm ơn rất nhiều ạ. Đúng rồi, có ba miền Tây quá. Cảm ơn trình bày của bạn Bùi Văn Hiếu. Thì các bạn có thể bình chọn cô số có danh 13, Bùi Văn Hiếu với nhạc phẩm Phương Xa Nhớ Mẹ.